Anh phải nhớ là bọn mình đang ở cơ quan, mà ở đây anh lại là sếp của em. Thì anh không có ý đấy, nhưng mà... Không có ý đấy thì anh có ý gì? Mà khổ quá, sao anh cứ phải sợ nhở? Rõ ràng là em đang tìm đến anh về vấn đề công việc, bởi vì hai chai nước mà chúng ta thu được ở hiện trường ấy... Có kết quả rồi à? Có phải nước khoái không? Khổ quá, em đã biết cái nước khoái nó như thế nào mà em đi đối chiếu. Từ từ. Sao tự nhiên mạch lại đập nhanh thế? Em này, chuyện hôm nọ mình nói thì cứ để từ từ bàn nhé. Anh làm cái gì cứ như là em ăn thịt anh không bằng ấy. Anh phải nhớ là bọn mình đang ở cơ quan, mà ở đây anh lại là sếp của em. Thì anh không có ý đấy, nhưng mà... Không có ý đấy thì anh có ý gì? Mà khổ quá, sao anh cứ phải sợ nhở? Rõ ràng là em đang tìm đến anh về vấn đề công việc, bởi vì hai chai nước mà chúng ta thu được ở hiện trường ấy... Có kết quả rồi à? Có phải nước khoái không? Khổ quá, em đã biết cái nước khoái nó như thế nào mà em đi đối chiếu. Từ từ. Sao tự nhiên mạch lại đập nhanh thế? Nói tóm lại ấy, cái này nó cũng khá là phức tạp, cũng chả phải chuyên môn của em, thế nên em xin chịu. Thì mình cứ gửi sang bộ phận kỹ thuật hình sự nhờ họ phân tích. Báo cáo sếp là em có gửi rồi, nhưng mà mình gửi sang thì cũng phải chờ người ta phân tích xong cho ra kết quả, mất cũng rất nhiều thời gian. Nhưng mà em có cửa tắt, đảm bảo sẽ nhanh hơn. Có điều anh phải đi cùng với em cơ. Cửa tắt à? Ừ. Thực ra ấy, thì em có một con bạn làm ở bên viện hóa học, mình có thể mang sang đấy mình nhờ nó. Nhưng mà mỗi lần em sang đấy, nó cứ nhai đi nhai lại cái bài ế của em. Thôi, em lại chiều anh ấy. Em hiểu rồi, anh không muốn đi thì em không ép. Em có thể đi một mình được. Ok. Em chào anh, chào chị. Dương à? Em bố trí đưa Mỹ Lan sang viện hóa học, bằng mọi giá phải tìm cho ra được đầu mối nước khoái nhá. Rõ chưa? Rõ ạ. Em đi với Dương nhá, anh đi họp. Chị đợi em một chút nhá.